Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt cái phần mềm máy khắc laser công suất cao. Thì sau khi chúng ta tải về thì chúng ta có giải nén ra, chúng ta có cái file MMD78 này. Chúng ta mở file MMD78 ra thì ở trong đây nó có một cái thư mục MMD78 và có cái phần hướng dẫn. Chúng ta mở phần hướng dẫn này, thì trong phần hướng dẫn này tôi cũng đã nói rất là cụ thể các bước để chúng ta cài đặt máy rồi. Thì thứ nhất là chúng ta cài đặt phần mềm thì chúng ta phải có cái cổng có cái USB key nó đi kèm trong máy nhé. Các bạn chú ý khi chúng ta nhận máy thì chúng ta phải kiểm tra cái USB key này. Sau đó thì chúng ta cắm cái USB key này vào cái máy tính mà chúng ta muốn cài đặt lên. Chúng ta chạy cái file MMD78. Đây cái MMD78 này ạ. Đây, tôi sẽ này. Đây khi chúng ta chạy file MMD78 lên thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Thì ở đây chúng ta có cái nút download này. Chúng ta bấm vào cái nút download ở phía dưới cùng bên tay phải trái màn hình nhé. Sau đó thì chúng ta bấm vào chữ update data nhé. Và là ấn yes. Lúc này nó sẽ chạy. Nó sẽ giải nén và nó update dữ liệu và chúng ta nhớ là kết nối với mạng internet. Còn cái này tôi đã cấp update rồi, thêm ra là nó hỏi là có update lại không thì tôi bảo no. Sau đó tôi đóng lại. Thì nếu mà phần chương trình này mà chúng ta không được update ấy, thì chúng ta khi chúng ta đóng hộp thoại này vào thì tự động nó đóng toàn bộ phần mềm và chúng ta sẽ không sử dụng được nữa. Thứ hai là chúng ta không có key chẳng hạn, không có cái USB key đấy, thì chúng ta tắt cái chương trình này đi thì nó cũng tự động nó sẽ tắt hết tất cả mà chúng ta không sử dụng phần mềm được nhé. Thế nên các bạn phải chú ý. Còn với cái này là tôi đã cài đặt xong xuôi rồi, thì tôi tắt đi thì nó có một giao diện như thế này. Thì với giao diện này thì các bạn sẽ cùng quan sát kỹ một chút để tôi hướng dẫn một số cái thao tác cơ bản để chúng ta có thể thực hiện được nó. Thì ở đây thì các bạn sẽ chú ý tới là ví dụ như là chúng ta cài đặt lên mà nó này là ngôn ngữ tiếng Trung thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang tiếng Anh bằng cách chúng ta sẽ vào cái menu này. Menu đầu tiên thì chúng ta bỏ qua này, thứ hai này, thứ ba này. Sau đó chúng ta chọn cái language này. Xong sau đó cái dòng thứ ba từ trên xuống dưới nhá. Sau đó thì chúng ta cũng chọn dòng thứ ba từ trên xuống dưới có chữ English. Chúng ta bấm vào English thì tự động nó sẽ ra là cái ngôn ngữ tiếng Anh này. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sau khi chúng ta có được cái ngôn ngữ tiếng Anh rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cũng khá là dễ. Thì ở đây thì các bạn bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chèn mở một cái file ra, đúng không? Thì chúng ta muốn chèn file thì chúng ta có hai cách chèn. Thứ nhất là import hoặc là import the file. Đấy. Hoặc là open with model. Which model này là cái một số cái mẫu mà nó có sẵn trên máy. Đây, một số cái mẫu sẵn trên máy. Thì chúng ta có thể là bấm vào đây. Xong chúng ta bấm import được. Hoặc là chúng ta nhấn nút vào đây cái thì nó ra. Sau đó chúng ta đóng lại. Đấy, ví dụ như đây. Đấy. Thì đây là cái mẫu này. Một cái mẫu này. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể là dùng import the file. Thì chúng ta import the file thì bỏ qua đi. Chúng ta sẽ dùng cái import này để chúng ta chèn một cái ảnh, Đấy, ví dụ như đây tôi muốn chèn một cái ảnh này, nội dung ảnh chẳng hạn. Chúng ta có thể dùng ảnh cũng được nhé. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn một bức ảnh đi. Đây ảnh chẳng hạn này. Tôi sẽ đưa một bức ảnh này vào cũng vẫn được nhé. Đó. Đấy, thì chúng ta có thể là khai thác bức ảnh này cũng vẫn được. Đó. Thì đây tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn. Đây, tôi xóa này đi. Ở đây thì nó có hai định dạng, một là cái định dạng mặc định của chương trình, tức là cái phần mà nó đúng là cái giao diện của máy đấy, của phần mềm đấy. Thì nó là cái file MMD
Thế còn ở đây thì tôi thiết kế ra một cái file thì nó lại là MDR. À, thì tôi mở cái file này lên. Ví dụ như đây. Đây là cái file mà tôi đã thiết kế. Thì ở đây chúng ta có các cái nút công cụ. Chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta muốn phóng to thu nhỏ thì chúng ta ấn đồng thời phím An và chúng ta V viên bi của chuột nhé, để chúng ta phóng to thu nhỏ này. Đó. Chúng ta muốn lên xuống này thì chúng ta bỏ, chúng ta sẽ không bấm cái gì cả và chúng ta chỉ cần V mỗi viên bi chuột thôi là nó sẽ tự động lên xuống. Chúng ta muốn nó chạy sang trái sang phải thì chúng ta ấn nút An, à nút Control nhé, Control để chúng ta di chuyển nó sang trái này, sang phải, sang trái này. Đó. Đó. Thì ở đây thì có cái nút xoay thì chính là cái nút này là xoay 90 độ này. À, xoay 90 độ. Đấy, còn muốn mình muốn xoay các cái góc 1 2 3 độ thì chúng ta có thể điền vào đây để chúng ta xoay các cái góc cụ thể. Đấy, ở đây các cái nút lật 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 ngược lật xuôi. Đấy là chúng ta dùng nút lật. Thế còn ở đây thì cái này là kéo thả biến dạng chiều cao hoặc chiều rộng nhé. Thế còn đây là cái vị trí điểm tâm của vật thể. Thì cái này chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta bấm vào đây. Thế còn cái nút trên đây là cái nút để chúng ta phóng to thu nhỏ thôi. Đó. Phóng to thu nhỏ tỷ lệ bao nhiêu đấy thì chúng ta vật thể nhé, phóng to vật thể nó không biến dạng vật thể đâu. Cái này chỉ là phóng to thu nhỏ thôi. Và đây là các nút phóng to thu nhỏ và các nút để chúng ta phóng to thu nhỏ cho nó cái giao diện của chúng ta nó nhanh thôi. Còn đây là ví dụ chúng ta làm sai thì chúng ta có thể undo lại, chúng ta sửa lại đây. Đấy, hoặc là làm mới. Còn đây là nút này là nút khắc nhé, nút này dùng để khắc này. Và step này là cái độ nông sâu của laser nhé. Đấy thì phần cơ bản là như vậy, là đầy đủ. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta có thể xây lại, xây vào tool, xây vào tool này. Hay hoặc là chúng ta export ra. Đó. Thì các bạn tùy các bạn có thể là làm theo phương án nào cũng được để chúng ta lưu lại cái bản mà chúng ta đã sửa. Và tiếp theo là chúng ta sẽ in, tức là cho chạy máy. Thì chúng ta bấm vào phần output này nhé. Ở trong phần chạy máy này thì các bạn sẽ quan tâm tới cái khi mà chúng ta đưa cái bàn tay vào trong cái khung giao diện này thì cái vị trí dấu cộng tròn này chính là cái vị trí mà điểm gốc tọa độ. Thì khi chúng ta di chuyển đâu thì cái đầu laser nó sẽ di chuyển tới đấy. Vì vậy là chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái đầu gốc tọa độ này là đặt ở vị trí nào cho nó hợp lý nhất và nó vào cái phần phôi nhé. Chứ nếu chúng ta mà không xác định được cái vị trí này ấy, thì chúng ta sẽ không 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 tức là chúng ta cắt sẽ không chuẩn được. Thế nên chúng ta phải chú ý cái vị trí này. Đó. Thế còn đây là cái vị trí chúng ta có thể điền trực tiếp. Đó. Còn ở đây cái step này là cái độ nông sâu này, chúng ta có thể thay đổi ở đây này. Đó. Đấy. Còn các cái chức năng khác thì các bạn có thể nghiên cứu thêm sau. Bởi vì ở đây chủ yếu chúng ta chỉ chủ yếu là đưa vào máy và chúng ta phải chúng ta khắc thôi. Đấy. Sau khi chúng ta là chọn được vị trí gọi là cái quan trọng nhất thì chúng ta bấm vào phần output nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho máy chạy luôn. Rồi, bật máy xong thì các bạn tôi sẽ chỉnh cái vị trí. Rồi. Sau khi tôi đã chỉnh xong được cái vị trí mà nó hợp lý nhất có thể. Để xong, bắt đầu là tôi sẽ đặt phôi vào. Đây ví dụ ở đây tôi sẽ cắt cái tấm bóng kính này. Tôi sẽ đặt cái tấm bóng kính vào đây. Thì khi bạn các bạn đặt cái tấm bóng kính vào đây ấy, thì chúng ta sẽ đặt sát xuống dưới để cho nó đỡ bị sai số. Xong chúng ta sử dụng mấy viên nam châm nhé, thì chúng ta đặt xuống để cho nó sát, nó kẹp nó sát xuống. À, nhớ là chúng ta cái vị trí nam châm này chúng ta phải tính để chúng ta đặt nó làm sao nó không ảnh hưởng gì đến khi mà chúng có quá trình chúng ta cắt nhé. Đấy, còn cái vị trí laser này là nó phải ăn vào phôi nhé, nó phải ăn ăn được vào phôi. Chứ các bạn mà để mà nó không ăn được vào phôi ấy thì nó bị nằm ngoài phôi là không được. Và chúng ta nhớ để cho nó góc trên cùng. Đây là toàn bộ máy này, đây là nút nguồn này. Nút nguồn bật ở đây ạ. Chúng ta kết nối cái cổng cổng USB qua bên cạnh này.
Và bây giờ thì tôi sẽ bấm cái nút output nhé. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ cắt luôn. Và chúng ta sẽ đậy vào để cho nó bị không bị khói, khói nó ra ngoài. Và đây là cái ống này, là cái ống ống thoát khói này, ống thoát khói. Chúng ta có thể đưa cái ống thoát khói này ra phía ngoài và thổi ra phía ngoài để tránh trường hợp nó khói nó vào đây. Cái này cắt rất là nhanh. Đó, sau khi cắt xong thì các bạn sẽ thấy đã lấy được sản phẩm ra. Đây là phần bóng kính nên các bạn nhìn có thể nó hơi khó nhìn chút. Đấy, cắt đúng như trên hình luôn. Rồi sau khi cắt xong là hoàn tất tất cả mọi thứ. Các bạn có thể đóng nó lại. Trên đây tôi đã hướng dẫn toàn bộ cái phần để chúng ta cài đặt và sử dụng máy khắc laser công suất cao. Các bạn có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0936 824 969. Xin cảm ơn.